Xin chào anh em nha. Thì hôm nay bắn ế quá cho nên là lại làm video chia sẻ với anh em. Thì chia sẻ với anh em nói về cái hàng này tiếp. Thì nay cái hàng này hôm bữa bên Mossop có tặng cho mình, thì nay mình xài cũng được khoảng tuần lễ rồi đó. Thì cái cảm nhận của mình về trong cái khoảng thời gian đó mình xài như thế nào thì nay mình chia sẻ với anh em đó. Nhưng mà anh em thấy có cái gì lạ? Thật ra cái nắp này không phải là nắp của nó, không phải nắp của nó, nhưng mà lại nắp vào rất là vừa vặn luôn anh em, rất là khít luôn. Cái nắp này là do hôm qua có thằng em nó chạy qua nó lấy của mình, nó chạy qua nó lấy 20 mẫu này, thì nó lấy cái hũ BBI anh em, hũ e BBI nó đựng, rồi nó lấy lộn cái nắp của thằng này, nó nắp qua bên kia, rồi mình cũng lấy lộn cái nắp của thằng kia, mình nắp vô này luôn. Nhưng mà nắp vào thì rất là vừa vặn luôn anh em, rất là khít luôn, y như nắp của nó vậy đó. Không hiểu sao lúc này mà bên thực phẩm bổ sung nó đặt cái hãng làm bao bì á, làm cái hộp này á, hình như là nó đặt có một chỗ hay sao mà mình thấy mấy cái răng này thì nó y như nhau luôn đó, dặn vô là khít hết, nắp cũng vừa y chang luôn. Nó đặt chắc là làm một ở một lò nó đặt ra hay sao á, mình thấy rất là nắp rất là nè, rất là khít luôn nè, mà nhìn lại đẹp nữa anh em đó. Trời, chiều mình thấy có cái tem này dán lên thì mình thấy sao của Suki ta ở cái hộp này của Mossop mà lại dán tem của bên bodybuilding hay là lạ. Thì bữa giờ mình xài cái này được từng lễ, nhưng mà cái lý do mà anh em mình nãy mình kể nó chạy qua nó lấy mình 20 muỗng là bởi vì nó uống vào thì cái cảm giác cho nó một cái giấc ngủ rất là sâu anh em, cho cái cảm giác ngủ rất là ngon, cho nên nó mới chạy qua đây nó lấy 20 muỗng về để mà nó tiếp tục nó sử dụng nó uống. Còn về cái vụ mà test có tăng hay không á, thì mình chia sẻ thật luôn anh em luôn, chẳng ngại ngùng gì hết, là không phải là do là mình được người ta tặng cái hộp này mà mình quảng cáo, mình đưa lên để mà mình trả ơn người ta đó. Trả ơn người ta thì tất nhiên là mình sẽ trả ơn người ta, nhưng mà mình sẽ trả ơn bằng một cái cách khác. Cái cách đó có thể là mình sẽ nhập hàng của người ta về. Tại vì đợt này mình không có nhập, nhưng mà đợt sau chắc chắn mình sẽ nhập về. Nó là cái cách trả ơn, mình nhập hàng của người ta về để mà mình phân phối, mình bán. Đó là một cái kiểu mà mình cảm ơn người ta, nó là như vậy. Nhưng mà cái sản phẩm nó tốt hay nó dở thì mình sẽ nói vạch tẹt luôn, chứ không phải là cứ cho mình thì mình sẽ nói tốt đâu. Nói về cái cảm giác mà có tăng test hay không thì nói chung là cái test này là nó nằm ở trong cái cơ thể của mình không thể nào mà mình nhìn thấy được. Không thể nào mà nhìn thấy được để mà mình nói để mà cho anh em hiểu ra. Nhưng mà mình chỉ có thể nói với anh em là cái sự ham muốn của mình. Cái sự ham muốn của mình thì năm nay mình 32 tuổi, nhưng mà nói về cái cảm giác ham muốn của mình á, thì nó có thể là nó hơn cái lúc mà mình không có sử dụng chút đỉnh. Nói chung là nó không biết là cái vụ mà ham muốn này thì nói về nhiều yếu tố lắm anh em. Nhiều khi do là cái người đó có mê gái hay không, rồi cái người đó có thích tình dục hay không, màu này nọ. Nhưng mà đối với mình á, thì cái cảm giác mà cho mình cái sự hưng phấn, và lại nó nói thẳng luôn anh em là cái vụ mà cương cứng á, thì nó hơn hẳn nha anh em, nó hơn hẳn luôn so với lại lúc mà mình không sử dụng. Nhất là anh em biết vào buổi sáng á, mặc dù là mình đồng ý với anh em là buổi sáng mình mắc đái đi, buổi sáng mình mắc đái, nhưng mà buổi sáng mình mắc đái thì chắc ăn là nó sẽ cứng ngắc rồi, nó sẽ cứng ngắc rồi. Nhưng mà anh em biết sao, đái xong rồi thì nó cũng cứng ngắc luôn. Nó không phải là mình sử dụng mấy cái chất kích thích gì mà làm cho nó kiểu như vậy, nhưng mà mình uống cái này vào mình cảm giác như là nó có cái sự khác biệt. Đó, chia sẻ với anh em vậy thôi. Còn mùi vị thì hôm bữa có làm video chia sẻ với anh em rồi, hiện nay vui bán ế. Nói chung là lúc này dịch thì không có ai mà buôn bán mà chạy mà như là thần tốc như lúc mà chưa có dịch hết á. Lúc này mình nói chung là mình bán rất là ế luôn, ngày có vài đơn hàng, rảnh mình làm video mình chia sẻ với anh em vậy đó. Rồi thì chỉ làm video ngắn chia sẻ với anh em vậy thôi, thì mình có cái gì mình nói cái nấy nha, chứ mình cũng không có làm quá cái sự thật lên. Rồi anh em mà có ý kiến gì, anh em nào mà có sử dụng rồi á thì cho mình xin biết cái cảm nhận ở dưới cái phần comment nha. Còn mình thì mình chỉ có cái cảm giác như vậy thôi đó. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn mọi người những video sau, bye bye nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.